từ khoảng chừng 2 năm nay thì bắt đầu là những cái sức khỏe tâm thần của học sinh trước kỳ thi bắt đầu nó tăng lên một cách rất là đáng kể, và cái tình trạng trầm cảm thì là nó là cái chuyện sau này thôi. Thường lúc đầu là sẽ là những cái áp lực thi cử, những cái lo âu, sau đó nó dẫn dài 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 mới đến trầm cảm. Thì cái tình trạng mà cái bệnh những cái bệnh mà bắt đầu sau này ta gia tăng rồi là chẳng hạn như là những cái rối loạn gọi là rối loạn nuốt tắc. Có nghĩa là các bạn lo lắng quá, các bạn cứ bồn chồn không biết làm gì, rồi trong cái thời gian học thì cảm thấy áp lực quá thì cứ nhỏ tóc, và khi nhỏ tóc thì cảm thấy là cái áp lực nó giảm đi, và cứ nó cứ thành một cái thói quen, cứ nghĩa là trước khi đi thi trước khi học gì cứ nhỏ 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 liên tục, và nó thành cái bệnh lý. Thì dạo này thì là cái áp lực bắt đầu tăng nhiều, cho nên là cái tình trạng các cái đó là áp lực stress, áp lực khi thi, đó là nước tóc bắt đầu gia tăng lên ở khoa mình. Có nghĩa là cái đợt này thì sau cái mùa thi thì bắt đầu là cả cái số lượng cũng giảm đi rồi, nhưng mà trong cái đợt thi thì so với lại năm năm 2023 đi thì số lượng tăng lên 300%, có nghĩa là 300%. Có nghĩa là trước đây thì cái áp lực á thì khi mà đến kỳ thi thì sẽ khám khoảng chừng 10 ca đó là stress, 10 tới 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 15 ca, nhưng mà có thể là bây giờ thì nguyên khoa lên cái tháng, có nghĩa là trong tháng, còn bây giờ thì có thể lên tầm khoảng chừng cái ta ba hơn hơn 30 50 bạn luôn. Thường thì bây giờ có nghĩa là các bạn từ tình trạng nhẹ đến tình trạng nặng, thì nhẹ thì là có thể là lo âu, bắt đầu gặp stress rồi mau quên, rồi dần dà thì sẽ dẫn đến những cái cơn trầm cảm, và nặng hơn là sau khi có những cái kết quả bắt đầu áp lực và thất vọng bản thân thì có thể là chuyển sang những cái rối loạn hành vi, mà nặng hơn là có thể là như mình cũng biết thì là bắt đầu có thể là tự hại bản thân này nọ. Cái đó là học sinh này bắt đầu cái phổ bắt đầu bây giờ nó rộng ra, có nghĩa là từ 7 tuổi cho tới 15 tuổi đều có các bạn tới khám. Tập trung nhiều hơn ở đối. Đa số là nếu mà cái phần lớn thì là tập trung từ 12 tới 15 là nhiều nhất. Đặc biệt là các bạn mà từ lớp 9 lên lớp 10 là vừa rồi là cũng nhiều bạn, cũng khá là nhiều bạn. Có nghĩa là cái bạn đó thì là trước đây là học sinh giỏi, nhưng mà sau cái đợt thi này thì bạn đang từ hạng nhất và xuống hạng 2 thôi. Là có nghĩa là bạn cứ xuống hạng 2 và bạn cảm thấy là sao mình học kém đi, mình không tốt, chắc là mình không được vô cái trường mình thích. Và cái đó nó diễn ra trong vòng suốt 2 tháng là tóc bạn gần như là trụi hết luôn. Tự bứt tóc mình giải tỏa là bằng một cách từ con gái. Tự bứt tóc mình liên tục, và giờ bạn phải mang cái tóc giả, và dần xa hơn là bạn cảm thấy tự ti với lại ngoại hình, rồi bạn cứ thu rút, bạn không có hòa đồng, không có còn chơi chung như với các bạn như là hồi đó nữa. Mới đầu thì nó mình sẽ thấy những cái hành vi đó nó ít ít hơi hơi một chỏm thôi, nhưng mà cứ từ dần dần là nó thành nguyên đầu mình, nó gần như là chập luôn. Thường thì lúc đầu thì là chỉ là các bạn đang tự áp lực, tự chết bản thân thì có thể là giống như ăn không ngon, ngủ không ngon một tí thôi. Nhưng mà để dần dà sau này thì tự nhiên gia đình sẽ xếp khi sao tự nhiên tóc thấy kỳ quá, rồi dạo này sao thấy không nói chuyện, không có ra ngoài hay trò chuyện với lại ba mẹ nữa, thì dần dần tìm hiểu, thì lúc đó cũng phải hai hai ba tháng sau mới mới phát hiện được. Thường thì nếu mà những cái hành vi ban đầu thì mình sẽ xem là hành vi đó là tự có thể là ngưng được bình thường hay chưa bằng các biện pháp tâm lý hay chưa. Còn nếu mà đã bắt đầu không thể ngưng bằng biện pháp tâm lý, đồng thời là có thể là có những cái loạn thần, chẳng hạn như là dễ nhất là ảo thanh, lúc nào cũng nghe cái tiếng một cái tiếng là sao mày dốt quá, sao mày gì đó, hoặc là có thể là nặng hơn cái ảo giác, thì đến lúc đó đã bắt buộc phải dùng thuốc rồi. Đa số thì là cái nếu về riêng về cái áp lực thi cử này, những cái ca mà gọi là bứt tóc thì là nhiều nhất, và chẳng hạn như gần đây nếu mà mình có coi báo thì có một cái nhà ở Sa La thì là ba cầm dao để đến nơi đó, có cái của người lớn, có nghĩa là cũng là một cái áp lực, một cái trầm cảm thôi. Thì nhưng mà cái đáng lo ngại nhất ở đây là cái bạn khi khám cái bạn đó thì bạn đó cảm thấy trống rỗng,
Có nghĩa là bạn đó trước đây bạn đã là một học sinh rất là giỏi, hạng nhất chuyên toán này nọ luôn, nhưng mà sau cái đó thì giống như là bạn đó quên hết, không không Là nhớ, không còn gì nữa. không còn gì luôn. Các chị có tụt hạ và thành ra là Đúng rồi, cho nên là thành ra là giống như bạn đó cảm thấy mất tự tin vậy đó, kiểu vậy. Nó có thể là do cái áp lực bản thân, và thứ hai là có thể là cái áp lực của gia đình và nhà trường luôn. Thì gia đình với nhà trường thì chẳng hạn như là bạn này đang là cái học sinh gương mẫu, học sinh chuyên này nọ đi, thì cứ đặt cái áp lực thành tích. Còn thứ hai là bạn, các bạn tự áp lực, giống như là cái trường hợp nãy có nói với chị, thì là bạn tự cảm cảm thấy là mình chưa đủ cái trình độ để vô cái ngôi trường mà bạn mong muốn đó, bạn tự tạo áp lực cho mình. Thì thường thì những cái mà tự tạo áp lực thì nó sẽ khó để giải quyết hơn là cái mà do nhà trường hoặc là do phía ngoài ra tác động vô. Cũng có một bạn, nhưng mà bạn đó là của năm ngoái, năm ngoái cũng có cái nhà nhóm năm đó. ngoái, có nghĩa là bạn đó thì ăn, gọi là bạn đó tăng một tháng, bạn đó tăng 5 kg là nhé, có nghĩa là lúc nào cũng phải ăn thì mới cảm thấy là thoải mái. Và bạn đó thì hiện tại thì vẫn theo theo chị liệu. Thì bạn đó là bây giờ, hồi đó là có nghĩa là bạn chỉ ăn thôi, mất luôn cái giấc ngủ ban đêm luôn, Tức là thức chỉ trắng đêm luôn. thức trắng đêm luôn, chỉ ăn và chơi, có nghĩa là tiếp xúc thiết bị điện tử, Thiết bị xong rồi ban ngày, và ban ngày sẽ ngủ bù lại. Coi như là sau cái đợt mà bạn đó rớt cái học kỳ 2 lớp 9 là không có vô được á, thì bạn đó phải nghỉ học nguyên năm lớp 10. Cho nên là cái ảnh hưởng hoặc là cái kết quả nó cũng khá là nghiêm trọng so với lại cái những cái áp lực mà mình tạo ra bây giờ. Thường thì là cái bắt đầu coi, khi mà có cái áp lực ở đây thì là mình sẽ thấy cái thay đổi cái lối sống sinh hoạt bình thường, chẳng hạn như là giải nhất là về việc ăn uống hay là cởi mở nói chuyện. Khi mà mình thấy con mình có những cái dấu hiệu là chẳng hạn như là nó cứ ở trong phòng suốt ngày rồi không có ra ngoài, đồng thời là ăn thì chẳng hạn như bình thường ăn một chén cơm, giờ ăn khoảng chừng nửa chén là đã no, đó là những dấu hiệu nhỏ 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 đó thôi là đã bắt đầu có những cái áp lực hoặc là những cái triệu chứng mà xảy ra có thể là nặng hơn sau này. thế là phải vui mà theo sát những cái Đúng điểm rồi. hiện tại đúng không? Có nghĩa là mình phải thường thì trong những cái như là kỳ thi này nọ này, thì mình theo dõi bé kỹ hơn một tí để xem cái lối sống sinh hoạt bình thường của bé có bị thay đổi xáo trộn gì không. Cái thật ra thì nói về cái nhẹ cái nặng này thì chẳng hạn như là bệnh tâm lý tâm thần thì nó lại tùy thuộc vô, giống như là các bạn cũng có bé nó áp lực, nhưng mà sau khi cái áp lực đó nó lên, nó tăng từ 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 từ, hoặc là các bạn đó không có kiểu mà như kỳ vọng hay đặt nặng quá thì là cũng có áp lực nhưng mà thôi. Còn nhưng mà các bạn mà giống như là bị thay đổi 180 độ hoàn toàn thì thường là giống như là đã có cái sang chấn luôn á, thì lúc đó là nó sẽ diễn tiến nhanh và nặng nhanh hơn. Có nghĩa là các bạn đó thì nó cũng giống như là cái hành vi gọi là nút tóc thôi, nhưng mà chẳng hạn người ta sẽ bạn đó có nghĩa là cái bạn đó thì nó lại không là phải là học tập mà là ba mẹ À, ngăn yêu cấm đương tình cảm, đúng dạ. rồi. Theo theo như là các bệnh mà tới đây khám thì cái yếu tố mà gọi là gần như là tiên quyết, có nghĩa là cha mẹ không hiểu con, do cái tâm lý của cha mẹ lúc nào trước tiên là cha mẹ luôn áp đặt là muốn con mình là cái này, muốn con mình làm cái kia. Rồi thứ hai là chỉ là giống như là bé xin đi chơi, nhưng mà ba mẹ mà đi theo hay theo dõi mà đã vô tình để bé biết thôi, nó cũng cảm thấy tổn thương và nó tự cảm thấy sao tại sao ba mẹ không tin tưởng hay như mình. Thế là cũng dẫn tới những cái áp lực của bé. Cho nên thì thường là ở đây thì trước tiên là cha mẹ nên lúc nào cũng phải thấu hiểu con, trò chuyện với con nhiều, ít nhất là đã coi cái mong muốn của con là gì. Nếu mà có mong muốn sai thì mình cứ từ từ gọi là mình nói nè, giảng dạy nè, có thể chỉ hay là trò chuyện nha với con, thì để từ từ để con sửa, chứ đừng gọi là áp đặt lên liền. Nếu mà chẳng hạn như giờ giữa ba mẹ và con bắt đầu
khó nói chuyện thôi, chẳng hạn như không hiểu nhau, thì mình có thể kiếm các nhà tâm lý gia và chuyên vào các tâm lý gia đình, mình có thể đặt để coi như là cùng tháo gỡ, cùng gọi là tìm ra cái hướng phát triển nhất. Tại vì theo như tâm lý thì ở một bên trung gian thì lúc nào cái người, những cái người gọi là xem là bị hại, những cái thân chủ lúc nào cũng dễ chia sẻ hơn. Giống như là mình sẽ trước tiên là đã từ gọi là triệu chứng nhẹ qua triệu chứng nặng, thì mình cũng sẽ coi trước là những cái lối sống sinh hoạt của con, chẳng hạn như là sau lần mình làm mà bé vẫn ra ăn uống bình thường, vẫn nói chuyện với ba mẹ, thì thấy mình sẽ thấy là chắc là bé chưa có tổn thương lắm. Nhưng mà chẳng hạn như là sau khi la xong, bé bắt đầu có thể là cả tháng trời cũng tránh mặt ba mẹ, ít nói chuyện đi hẳn, và có thể là bắt đầu thu rút vô. Thì những cái gọi là cái không hiểu và cái rạn nứt đó dần dà thì nó bê nhẹ, thì là bé bắt đầu sẽ không chia sẻ, bắt đầu thu rút, thì có thể dẫn đến những cái tình trạng trầm cảm. Còn để gọi là xa hơn và nặng hơn là bắt đầu có thể là có rối loạn hành vi hoặc loạn thần, khi mà bắt đầu cái trầm cảm nó kéo dài quá, thì thế là cũng dẫn đến những cái gọi là nặng hơn. Thường là có nghĩa là các bé mà đã gặp những cái sang chứng tâm lý mà đã được chữa khỏi thì có nguy cơ, chẳng hạn như là khi mình vô một cái tình huống giống vậy hao vậy thì mình có cái sang chứng lại thôi. Còn thí dụ mà các bạn sau khi đã chữa khỏi hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc, đều có thể phát triển được bình thường, không có bị gọi là tổn hại gì về sau. Trước tiên thì khi mà tới khoa của mình thì mà mặc bệnh lúc đầu là mình sẽ phải sàng lọc trước. Có nghĩa là mình sẽ coi xem là các vấn đề của bé, lý do bé đến khám là những cái gì, chẳng hạn như học chậm, mau quên, hay buồn bã, hay bắt đầu có những cái nói chuyện hay cười nói một mình là bắt đầu nặng lên rồi. Sau khi mình sàng lọc cái đó thì mình sẽ phân ra là những cái hành vi này có cần phải dùng thuốc hay không, thì nếu mà có cần dùng thì là sẽ điều trị song song giữa các biện pháp tâm lý và bác sĩ. Còn nếu mà có thể làm hoàn toàn bằng cái trị liệu tâm lý không thì là mình chỉ cần cho gặp tâm lý gia là được.